năm 1990 đã đặt cái viên đá đầu tiên ở tại nơi đó. Và tới bây giờ thì những cái dự án thì nó vẫn đang dang dở, nó chưa, giữa lưng chừng núi thì chúng ta có cái nhà thờ tổ. Nếu như mà điều kiện cho phép thì chúng ta sẽ dừng ở đó, chúng ta thắp hương, dâng cái cây và hoa. Sau đó là chúng ta đi lên trực tiếp trên núi luôn, lên gặp. Rồi đi 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 đi, chúng ta nhập đoàn đi hết với nhau đi. Đừng đi bên ngoài giúp đi. Bay nhanh chứ. Tại vì mình ở gần rồi. Mình ở gần đỉnh núi rồi, mình gần mây lắm. Đó, thấy chưa? Đẹp chưa? Chỉ có thiên nhiên mới cho chúng ta thấy được cái giá trị khi chúng ta về với lại thiên nhiên, nó tuyệt vời đến như vậy. Cái mây bay nhanh nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chào sư thầy, rồi chúng ta ngồi chơi quan sát rồi xong rồi chúng ta thank you.
dẫn đầu cho các bạn xuống núi luôn. Bạn nhớ cúi chào ông nha. Năm rưỡi à, năm rưỡi là từ nhà hả? Dạ từ à, nhà từ đây từ nhà à, từ nhà rồi quá. Đi ăn sáng rồi xong mới ghé đây. Ông đây có thằng Tân á. Ai thật hả? Tân à, Tân leo luôn không mà Tân nó leo tới dưới rồi nó rơi xuống rồi à, tụi nó leo lên đây luôn chứ. Anh nay nó chạy đêm à, nó chạy à. Kiên Giang về xong rước em luôn á. À vậy đó hả? Xin chào. Chào đi, chào thầy đi. Ừ rồi chuyện biển với nhau đi, đi xuống đây gặp. Dừng lại. Xuống đây dừng lại. Xuống đây dừng lại nè. Sao tối ngủ ở trên rừng vui không? Vui. Có gặp sư ông không? Có. Có hỏi à, sư ông được câu gì không? Chào cô đi, cô kìa, cô ẵm bé đi lên kìa, đó thấy không? Con thấy không? Tuyệt vời không? Chào em. Dạ. Mũi lắm nha, coi chừng bé nha. Qua một ngày rưỡi chúng ta đã trải nghiệm leo núi, chúng ta đã hoàn thành khoảng 1/3 chặng đường rồi, còn 1/3 chặng, còn một phần nữa à, thì chúng ta sẽ kết thúc 2 ngày chúng ta đi leo núi trải nghiệm. Và hôm nay giờ này đang ở đây ngay tại tổ đình môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo ở trên giữa lưng chừng núi Vinh à, thầy sẽ làm cái nghi thức thắt đai cho các tân khoa trong khóa thi sơ đẳng lần thứ 16 năm 2020 của quận Bình Thạnh. Mấy bạn thí sinh có danh sách sau đây sẽ là những cái bạn được thắt đai tại đây nha. Simba à, là được thi lên cấp lâm đại nhất. Yuki là được thi lên cấp lâm đại nhất. Rồi Nhật Minh cấp lâm đai, tự vệ nhập môn thi lên cấp lâm đai. Lâm cấp tự vệ nhập môn thi lên lâm đai. Khánh Vi tự vệ nhập môn thi lên lâm đai nha. Và giờ này chúng ta đã hoàn thành chặng đường thì thầy đã sắp xếp và đã có những cái hành trình cùng với tụi con ở trên một cái đoạn đường rất là dài à, qua những năm tháng chúng ta học và chia sẻ với nhau. Thì hôm nay thầy mong muốn rằng, thầy ước ao sau này tất cả các bạn đều học với thầy, nếu như thầy có đủ sức khỏe và thời gian thì thầy sẽ hành trình cùng tụi con giống như các bạn, năm bạn ngày hôm nay, để đi lên núi trải nghiệm sống chung và cùng để hiểu nhau, chia sẻ nhau cuộc sống. Và thầy có thêm nữa là làm cho tụi con một cái nhiệm vụ thiêng liêng là thắt đai ngay tại đỉnh núi à, nhà thờ tổ của môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo là tổ đình núi Vinh. Rồi chúng ta sẽ hướng về bàn thờ tổ, chúng ta xoay mặt vào, thầy sẽ vào dân hương ha. Thầy sẽ vào và dân hương, tụi con sẽ từng người một chúng ta tháo dài ra để ngay ngắn. À, ngay ngắn rồi bước vào bên trong. Niệm hương
lạy sáng tổ, lạy trưởng môn, lạy bí võ sư, tiền nhân quá vãng. Hôm nay ngày 22 tháng 11, con võ sư Võ Đình Hiếu tại tổ đường môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo 31 Sư Vạc Hạnh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Về hôm nay về đây cùng với năm tân khoa trong khóa thi sơ đẳng, chúng con xin chân thành tri ân, cảm ơn sáng tổ, trưởng môn, quý võ sư đã có công gây dựng phát triển môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo tới ngày hôm nay để chúng con có được cái duyên lành về tại nơi đây dâng hương và làm nghi thức thắp đai cho các tân khoa trong khóa thi vừa qua. Đồng kính xin. Nghiêm, đặt tay lên tim, một phút tưởng niệm anh linh cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, cố võ sư trưởng môn Lê Sáng, cố võ sư Trần Huy Phong và ví võ sư tiền nhân Quá Vãng. Phút tưởng niệm bắt đầu. Dân hương tới đây là kết thúc. Sau đây là nghi thức thắp đai cho các tân khoa trong khóa thi sơ đẳng lần thứ 16 của quận Bình Thạnh năm 2020. Nghiêm lễ. Lễ. Rồi, sau đây thầy sẽ đại diện môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo sẽ thắp đai cho tất cả các tân khoa trong khóa thi vừa qua. Chuẩn bị. Quỳ. Xuống. Quỳ chân phải xuống. Rồi. Xin ba thấy bạn vô kia quỳ sao? Đúng rồi, rồi tháo đai. Tháo ra đai xong xếp lên làm 4, để ngang bên hông tay phải của mình đặt xuống ngay ngắn gọn gàng. Xin ba nhanh nhẹn lên. Rồi đặt xuống bên phải của mình đi. Làm 4. Đặt xuống bên phải. Rồi xin ba cái tay để lên cái đầu gối của chân trái. Rồi vỗ cái tay lên. Rồi xin ba đứng, các bạn còn lại quỳ. Rồi xin ba bước lên đây một bước. Rồi hai tay đứng vòng lại, khoanh tay như thế này. Mình ấn.
người xuống lấy xe đai bỏ vào người của mình. Làm. Xuống lấy xe đai bỏ vào. Simba quan sát Yuki quỳ kìa. Quỳ sao? Thẳng lên đúng rồi. Bỏ vào người của mình, bỏ vào người trong cái áo á. Đúng rồi. Rồi, đập cái tay lên tay. Chuẩn bị. Đứng. Dậy. Tất cả nghiêm. Rồi, chúng ta có một cái màu đai mới thì thầy hy vọng rằng cái màu đai mới giúp cho chúng ta có cái sự phấn đấu nỗ lực hơn, cố gắng hơn trong cái việc học võ cũng giống như đời sống hàng ngày của mình. Mỗi ngày mình trưởng thành hơn, mình biết quan tâm tới người khác hơn, biết chia sẻ với lại những người xung quanh của mình nhiều hơn ha. Và quan trọng nhất cái người thầy, người thầy quan trọng nhất là người thầy ở gần mình nhất, đó chính là ba mẹ của mình. Thì mình cố gắng mình phải làm sao phải biết lắng nghe, biết học cách thay đổi và nói những lời nói làm sao mà để cho mình hiểu ra vấn đề và tất cả mọi người đều thương yêu và thấy cái giá trị của mình học cái môn võ Vô Vi Nam Việt Võ Đạo này nó có ích như thế nào để chúng ta lan tỏa và truyền rộng những cái gì tốt đẹp nhất của môn võ của mình cho tất cả mọi người xung quanh. Rồi, cảm ơn tụi con một lần nữa, thầy chúc mừng tụi con. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay. Rồi, chúng ta nghiêm. Nghiêm lễ. Lễ. Rồi chúng ta quay vô bàn thờ. Nghiêm. Nghiêm lễ. Lễ. Rồi buổi thắt đai tới đây là kết thúc. Hold my hand. Yeah, you gon' be like Cassie.